Trẻ em từ 3 đến 9 tuổi là giai đoạn trẻ chuẩn bị cho việc phát triển hoàn chỉnh, nên cần nguồn dinh dưỡng thiết yếu trong giai đoạn này. Trẻ cần hàm lượng dinh dưỡng với các nhóm thực phẩm như đạm, chất xơ, chất béo có lợi. Nhưng thật khó để bổ sung dinh dưỡng đầy đủ thông qua những bữa ăn hàng ngày, vì hầu hết trẻ em thường rất ít chịu ăn rau và trái cây. Các bé chỉ thích dung nạp bánh kẹo và thức ăn nhanh. Điều này khiến cơ thể các bé thiếu hụt chất dinh dưỡng và không thể phát triển đầy đủ. Các bé sẽ có thể trạng thấp bé, thiếu cân, không đạt tiêu chuẩn về chiều cao và cân nặng. Đây cũng là vấn đề mà nhiều cha mẹ lo lắng. Vậy nên thực phẩm bổ sung thực sự rất cần thiết và là giải pháp hỗ trợ hoàn hảo. Planet Kids của Oriflame bổ sung 13 vitamin và khoáng chất, giúp bổ sung nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho sự phát triển của trẻ. Sản phẩm với các khoáng chất như canxi, magie, sắt, kẽm sẽ giúp xương chắc khỏe, cơ bắp dẻo dai. Các khoáng chất cũng tham gia vào các hoạt động của cơ thể, hỗ trợ quá trình trao đổi chất, hoàn thiện các chức năng trong giai đoạn phát triển. Bên cạnh đó, các vitamin như A, C, B cũng được bổ sung để tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể tăng mức đề kháng, trẻ sẽ khỏe mạnh và dẻo dai, không cần ốm yếu, luôn năng động trong các hoạt động và vui chơi. Chiếc súp cam chanh tự nhiên không chất bảo quản, chất tạo màu cùng quy trình sản xuất đạt chuẩn rất an toàn và đảm bảo cho trẻ. Sản phẩm chứa đựng nguồn dinh dưỡng chất lượng cao, giúp đạt mức phát triển tối ưu cả về thể lực lẫn trí não. Được sản xuất theo chuẩn WHO, ngăn ngừa hiện tượng suy dinh dưỡng và thấp bé. Sử dụng Venex Kids mỗi ngày để giúp trẻ có sự phát triển khỏe mạnh các bạn nhé.